mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game có tên là Coverfly. Đây là một tựa game thích hợp với những bạn nào thích chơi game FPS. Trong tựa game này thì các bạn sẽ như kiểu là núp xuống một chỗ an toàn và sau đó hãy cố gắng bắn được đối phương chết. Và đừng để các bạn tốn quá nhiều máu nha. Đó. Vô. Đồ họa của Coverfly rất là đẹp và cái nhạc nề của cái game này cũng khá là hay nữa. Và sau mỗi một map thì mỗi một bàn thì nó sẽ cho các bạn một cái kiểu như là mở pack, mở quà á. Và nếu mà các bạn mà hoàn thành cái nhiệm vụ quest mà nó đưa ra trước đó thì các bạn sẽ được mở hết toàn bộ pack ha. Bây giờ mình có một nhiệm vụ, đó chính là bảo vệ cái người bên kia Cover, và bây giờ mình sẽ trở thành một sniper. Cuối cùng mình cũng headshot được rồi. Sau mỗi một đến cái phát cuối cùng của cái game đó thì nó sẽ cho các bạn gọi là một cái slow motion để tạo gọi là nhìn trông nó gọi là giống như kiểu Hollywood vậy. Như kiểu các bạn đang trong một bộ phim vậy. Mình sẽ mở ra thêm nhân vật mới. Sau game này thì nó thường sau khi mở ra một cái gì đấy thì nó có thể là nhân vật này, có thể là súng đạn dược hay là item nào đó ấy, phù hợp cho các bạn. Ok, nhân vật tiếp theo rất là cool ngầu ha. Đó là đứng ở trên máy bay và nã đạn xuống. Và nó rất là tốn công để reload. Nhưng mà cái độ chính xác thì không cần cao lắm. À nhờ, mình xin xem xuống lại Cover rồi. Đây là mình đã mở một cái hòm ở trong game. Bạn có thể mở được bất kỳ hòm này. Và mỗi ngày các bạn sẽ có một lượt free. Và còn lại các bạn sẽ phải mua mất tiền đó nha. Skill gì hay ho em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Các bạn chỉ cần thực hiện cách thao tác vào đầu tiên.